Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin em trai Phạm Nhật Vượng ra tù quậy tưng bừng. Liệu Nguyễn Thanh Phượng có liên quan hay không? Vụ án Mobifone mua AVG dính tới hai cựu bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông là ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn. Thêm hai nhân vật quan trọng nữa cũng đã dính chàm, một người thoát nạn và một người thì vào tù. Nguyễn Thanh Phượng, con gái ông Nguyễn Tấn Dũng thoát nạn thì được một đối tượng đứng tên là công ty kiểm định Amax thay mình. Vì bình thế và hình nhân thế mạng đó mà Nguyễn Thanh Phượng dường như đã thoát ngoạn mục. Còn em trai của Phạm Nhật Vượng là Phạm Nhật Vũ thì không may mắn đến như vậy. Ông Vũ đã phải cùng Trương Minh Tuấn, Nguyễn Bắc Son đi vào tù. Đây là hình ảnh em trai Phạm Nhật Vượng, ông Phạm Nhật Vũ. Chính vì thương vụ bất thành đến AVG bị Mobifone nhà về cho Phạm Nhật Vũ. Tuy nhiên, Phạm Nhật Vũ bị tuyên án 3 năm tù vào ngày 28 tháng 12 năm 2019. Phạm Nhật Vũ bị bắt từ ngày 13 tháng 3 năm 2019 thì đến ngày 13 tháng 4 năm 2022, Phạm Nhật Vũ đã mãn hạn tù. Chính trò bắt tay với quan chức, bày trò nâng khống để chia chác tiền ngân sách của nhà nước, đó là tiền của người dân Việt Nam, làm cho hai ông bộ trưởng vào tù. Này Phạm Nhật Vũ lại đem AVG ra thực hiện thương vụ mua bán mới. Nói đến AVG, người ta nghĩ ngay đến cái tên Phạm Nhật Vũ, em trai của Phạm Nhật Vượng. Hiện nay dư luận xã hội lại dậy sóng vì có đơn vị đã mua lại AVG của em trai ông Phạm Nhật Vượng. Trùng với thời điểm thông tin AVG đã được chuyển nhượng sang đối tác mới xuất hiện, công ty này bổ nhiệm ông Vũ Minh Chí làm tổng giám đốc AVG thay cho ông Mai Duy Long. Theo thông tin từ Cổng Thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty cổ phần Nghe Nhìn Toàn Cầu AVG mới đây đã thay đổi về người ngồi vào chiếc ghế tổng giám đốc. Cụ thể là ông Vũ Minh Chí được bổ nhiệm làm tổng giám đốc AVG thay cho ông Mai Duy Long, đồng thời trở thành người đại diện theo pháp luật của công ty. Ông Chí sinh năm 1973, hiện là giám đốc điều hành của Azim Group, công ty mẹ của Azim Telecom. Ông Vũ Minh Chí từng giữ nhiều chức vụ quan trọng tại các công ty công nghệ ở Việt Nam trước khi ngồi vào chiếc ghế nóng tại AVG. Người đàn ông 49 tuổi này từng đại diện cho các công ty công nghệ toàn cầu tại Việt Nam như Yahoo, Sony, Ericsson, v.v. và ngay cả Microsoft, sau đó là Nguyễn Hoàng Group và VNKey. Đây là hình ảnh AVG lại bị bán, nhưng chủ nhân thì ai, đó còn là bí mật. Đáng chú ý, động thái trên trùng hợp với thời gian trên truyền thông xuất hiện thông tin công ty AVG đã được chuyển nhượng sang đối tác mới. Mặc dù vậy, theo CT News, thương vụ mua bán này vẫn trong vòng bí mật, công ty chưa đưa thông tin chính thức ra bên ngoài. Cần nhắc lại, thương vụ AVG đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền, chính thức cung cấp dịch vụ từ ngày 11 tháng 11 năm 2011 với thương hiệu truyền hình An Viên. Đến tháng 1 năm 2016, Mobifone mua lại 95% cổ phần của AVG và đổi tên dịch vụ truyền hình An Viên thành truyền hình MobiTV. Mobifone đã chi tới 8.890 tỷ đồng để mua 344 triệu cổ phiếu, tương đương với 95% của công ty AVG với mức giá mua xấp xỉ đạt 25.800 đồng mỗi cổ phiếu. Tuy nhiên sau đó, thương vụ giữa Mobifone và AVG bất thành. Sau khi nhận trở lại dịch vụ truyền hình MobiTV, AVG đang có khoảng gần 1 triệu thuê bao truyền hình trả tiền. Bên cạnh đó, AVG cung cấp dịch vụ truyền dẫn phát sóng các kênh truyền hình địa phương và một số kênh xã hội hóa trên hai hệ thống truyền hình số mặt đất và truyền hình số vệ tinh. Đây là hình ảnh cô Nguyễn Thanh Phượng. Và liệu rằng cô ta có lại tham gia thương vụ này hay không là một câu hỏi. Mọi hoạt động mua bán khi đó cũng rất bí mật. Thậm chí những công văn trao đổi giữa Trương Minh Tuấn và Tô Lâm về thương vụ mua AVG khi đó cũng được đóng dấu mật ngay từ đầu. Cho đến khi công khai trao tay AVG giữa Phạm Nhật Vũ và Mobifone thì sự thật mới được phanh phui ra. Trong vụ mua bán trước, vai trò của Nguyễn Thanh Phượng là lập Amax để định giá khống AVG. Tuy nhiên lần này có Nguyễn Thanh Phượng trong vai trò định giá hay không cũng là một câu hỏi rất lớn. Được biết, từ khi ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mất hết quyền lực thì Nguyễn Thanh Phượng cũng ít ồn ào hơn trong các thương vụ kinh tế nhuốm màu sắc chính trị. Tuy nhiên, ẩn mình không có nghĩa là không tham gia làm với vai trò ẩn mình, và có thể họ có nhiều cách khác.
với vụ Mobifone mua AVG, Nguyễn Thanh Phượng cũng ẩn mình và bình an vô sự. Vậy thì tại sao không ẩn mình để đánh quả lần thứ hai? Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, Phan Văn Mãi vây đánh tàn quân của Phương Hằng. Như vậy là đã 3 tháng Phan Văn Mãi không khai thác được gì từ bà Nguyễn Phương Hằng nên cho giam thêm 2 tháng nữa. Rất có thể ông Phan Văn Mãi lượng giá được tình hình không khá hơn dù có gia hạn thêm 2 tháng. Trong 2 tháng gia hạn, nếu không khai thác được gì thì buộc ông Mãi phải thả bà Hằng theo đúng luật pháp quy định. Khủng bố tinh thần là chiêu mà chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn thường hay dùng mỗi khi họ bí đường. Đấy là hình thức ép cung và thực tế là như vậy. Ông Phan Văn Mãi cho bắt những người hỗ trợ bà Phương Hằng để khủng bố bà. Đây là hình ảnh vào ngày 26 tháng 6, ông Phan Văn Mãi cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã điều ông Đặng Anh Tuấn, cố vấn cho bà Phương Hằng lên làm việc. Trước đó, ông Quân đã từng tham gia nhiều buổi phát hình trực tiếp livestream với bà Nguyễn Phương Hằng. Ông Đặng Anh Quân bị bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, tức là ca sĩ Vy Oanh, và bà Đặng Thị Hàn Ni, tức là nhà báo Hàn Ni, tố giác về hành vi làm nhục người khác, vu khống và lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân. Theo đơn tố giác của ca sĩ Vy Oanh, ông Đặng Anh Quân được biết đến với vai trò là cố vấn pháp lý cho bà Hằng tại các buổi phát hình livestream. Bà Hằng giới thiệu ông Quân có học vị tiến sĩ luật và đang công tác tại trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, nên các buổi phát hình trực tiếp livestream của bà Hằng có ông Quân tham gia thu hút rất nhiều lượt người xem bình luận và chia sẻ, vì người xem muốn được biết quy định của pháp luật liên quan đến từng chủ đề livestream của bà Hằng. Tuy nhiên, trong các buổi livestream trực tiếp với bà Hằng, ông Quân không chia sẻ nhiều về các quan điểm pháp lý, hoặc nếu có cũng chỉ là những suy diễn dựa trên những thông tin chưa được xác thực hoặc kiểm chứng. Vào ngày 26, 25 tháng 6, ông Mãi cũng cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh câu lưu 3 người là trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng, đó là ông Huỳnh Công Tân, bà Lê Thị Thu Hà, bà Nguyễn Thị Mai Nhi. Ông Tân, bà Nhi, bà Hà đang bị nhiều người từng bị bà Hằng chỉ mặt đề nghị khởi tố. Vào thời gian 24 tháng 3 năm 2022, Công an của Đảng đã tại Sài Gòn đã đọc lệnh khởi tố bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, để điều tra hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân theo điều số 331 của Bộ Luật Hình Sự. Đây là hình ảnh đánh tàn quân của bà Hằng. Phía cơ quan điều tra Công an đã thành phố đã xác định bà Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng mạng xã hội để tố cáo nhiều người chưa kiểm chứng, liên quan đến đời tư của nhiều người khác, trong đó có sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm, danh dự, nhân phẩm. Bà Hằng cũng nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn với bà, gây mất an ninh trật tự tại Sài Gòn và một số địa phương khác trong cả nước. Trước đó, bà Hằng được biết đến là vợ của ông Huỳnh Uy Dũng, hay còn gọi là Dũng Lò Vôi, một cựu đại biểu Quốc hội của Đảng Việt Cộng sản. Vợ chồng bà Hằng nổi tiếng là đại gia với rất nhiều đất đai và có số tiền lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Nhưng bắt đầu vào năm 2020, bà Hằng nổi tiếng trên mạng xã hội vì chửi và vạch mặt ông Võ Hoàng Yên với danh xưng là thần y. Sau đó, bà Hằng tố cáo một loạt nghệ sĩ cáo buộc ăn chặn tiền từ thiện như Hoài Linh, Thủy Tiên, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng, Đại Nghĩa, vân vân. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Phương Hằng. Và trước khi bị bắt vài ngày, bà Hằng đã chửi ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Sài Gòn, và là quan tham nhũng không có đạo đức và tuyên bố không sợ ông Mãi. Việc bắt bà Hằng gây ra rất nhiều dư luận trái chiều, trong đó một bộ phận dư luận cho rằng công an nên làm rõ việc nhà cầm quyền đã bị xâm hại, lợi ích gì ở đây.